Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 7, câu 40 đến câu 53. Trong dân chúng có những người nghe các lời ấy thì nói: ông này thật là vị ngôn sứ. Kẻ khác rằng: ông này là đấng Kitô. Nhưng có kẻ lại nói: đấng Kitô mà lại xuất thân từ Galilê sao? Nào Kinh Thánh đã chẳng nói: đấng Kitô xuất thân từ dòng dõi vua David và từ Bethlehem, làng của vua David sao? Vậy, vì người mà dân chúng đâm ra chia rẽ. Một số trong bọn họ muốn bắt người, nhưng chẳng có ai tra tay bắt. Các vệ binh trở về với các thượng tế và người Pha-ri-sêu. Họ liền hỏi chúng: tại sao các anh không điều ông ấy về đây? Các vệ binh trả lời: xưa nay chưa hề đã có ai nói năng như người ấy. Người Pha-ri-sêu liền nói với chúng: cả các anh nữa, các anh cũng bị mê hoặc rồi sao? Trong hàng thủ lãnh hay trong giới Pha-ri-sêu đã có một ai tin vào tên ấy đâu? Còn bọn dân đen này, thứ người không biết lề luật, đúng là quân bị nguyền rủa. Trong nhóm Pha-ri-sêu có một người tên là Ni-cô-đê-mô, trước đây đã đến gặp Đức Giê-xu. Ông nói với họ: lề luật của chúng ta có cho phép kết án ai trước khi nghe người ấy và biết người ấy làm gì không? Họ đáp: cả ông nữa, ông cũng là người Galilê sao? Ông cứ nghiên cứu rồi sẽ thấy không một ngôn sứ nào xuất thân từ Galilê cả. Sau đó, ai nấy trở về nhà mình. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống, mỗi chúng ta ít là một lần có thành kiến về ai đó hoặc về vấn đề nào đó. Điều này cũng dễ hiểu bởi chúng ta thiếu hiểu biết, không có thiện cảm và thiếu lòng quảng đại bao dung với người khác. Cũng có thể do ảnh hưởng môi trường gia đình, văn hóa vùng miền nên rất dễ có thành kiến. Nhiều người Do Thái có thành kiến với Đức Giê-xu. Họ không tin ông Giê-xu mà họ biết rõ gốc tích, có được khả năng làm những phép lạ cả thể như thế. Họ không thể chấp nhận một tay thợ mộc làng quê nghèo Nazareth lại khôn ngoan tài giỏi như vậy. Họ ghen tị với Đức Giê-xu là đấng Kitô mà lại xuất thân từ Galilê. Ngày hôm nay, chúng ta vẫn mang óc thành kiến khi không ưa ai đó, không thích điều gì đó. Thấy người trộm cắp, chúng ta kết án ngay là kẻ xấu. Pháp luật sẽ trừng trị, phải cho ngồi tù mới xứng, mà đâu biết rằng họ đang đói, gia cảnh cùng cực. Thấy hình ảnh đăng trên mạng xã hội, chúng ta sẵn sàng bình luận, chia sẻ, gắn mác cho người trong ảnh đó rất xấu, mà đâu biết mục đích của người đưa tin nhằm bêu xấu, hạ uy tín người đó. Mùa chay thánh là dịp thuận tiện để chúng ta nhìn lại bản thân để thay đổi, nhìn lại mối tương quan với anh chị em để đối nhân xử thế, và nhất là để cầu nguyện xin Chúa hoán cải tâm hồn chúng ta và cả những người chúng ta có thành kiến. Lạy Chúa, xin soi sáng tâm trí còn u mê, còn nhiều thành kiến của chúng con, để chúng con biết quảng đại, bao dung hơn đối với anh chị em của chúng con. Amen. Lạy Chúa, xin soi sáng tâm trí còn u mê,
còn nhiều thành kiến của chúng con, để chúng con biết quảng đại, bao dung hơn đối với anh chị em của chúng con. Amen.